Xin chào quý anh chị, hôm nay mình sẽ làm một cái clip về nói về tổng quan về cái vị trí và cái giá của cái dự án xây dựng Hà Nội trong tháng 6 năm 2023 cho quý anh chị. Trước hết thì mình sẽ nói về cái tổng sơ lược về cái vị trí của cái dự án xây dựng Hà Nội này. Nó là một trung tâm của các trục đường lớn cho quý anh chị, kết nối với lại ba mặt giáp với thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Nếu mà mình về quận 9 mình sẽ qua cầu quận 9 này, qua cầu Nhân Trạch đó, về quận 9 là khoảng 15 km nha. Cầu Nhân Trạch đang thi công đó, cầu Nhân Trạch ở trong tuyến đường vành đai 3 này quý chị ấy, đó đang thi công cách khoảng 15 km là tới cầu Nhân Trạch để qua quận 9 này. Nếu mà đi phà Cát Lái thì từ cái dự án hát xây dựng Hà Nội này đến phà Cát Lái khoảng 20 km qua quận 2 này quý chị. Phà Cát Lái thì hiện hữu rồi nha quý chị nhá. Còn nếu mà mình qua quận 7 và Nhà Bè thì mình sẽ qua cái cầu Phước Khánh thuộc cao tốc Bến Lức Long Thành này, cũng đang thi công đây quý anh chị. Để qua tới cầu Phước Khánh khoảng 18 km qua quận 7 và Nhà Bè nữa quý anh chị. Rồi. Từ cái vị trí cái dự án xây dựng Hà Nội, nếu mà mình qua khi hướng này đi Bà Rịa Vũng Tàu thì mình sẽ từ dự án xây dựng Hà Nội này tới cầu Phước An nhá quý anh chị, để qua Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu á, qua cảng cái mép Thị Vải này quý anh chị. Khoảng độ 7 km nha quý chị. Đó. Cầu Phước An cũng đang là thi công nha quý chị, mới khởi công hôm 18 tháng 6 vừa rồi đó. Và có một cái nút lên xuống cao tốc Bến Lức Long Thành ở khu cách vị trí dự án khoảng độ 3 km nha quý chị. Đó. Nếu mà từ dự án xây dựng Hà Nội mình về sân bay Long Thành nha quý chị, đây sân bay Long Thành nhá. Khoảng độ 15 km nha. Từ dự án về khoảng 15 về sân bay Long Thành có 15 km qua vào mình sẽ kết nối với cái đường Nguyễn Ái Quốc này quý anh chị, khoảng 15 km. Đường Nguyễn Ái Quốc này là đường cổng chính vào sân bay Long Thành nha quý anh chị. Nó cách cái dự án khoảng 3 km thôi. Hiện tại thì mình lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây bằng con đường 319 này quý anh chị nhá. Hay còn gọi là đường Trần Phú này. Từ dự án lên đường lên cao lên nút lên xuống với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây này, nó khoảng độ 10 km nha quý anh chị. Đó. Vị trí kết nối rất là đắc địa, là trung tâm này quý anh chị. Rồi từ cái dự án xây dựng Hà Nội này mà lên cái khu công nghiệp Nhân Trạch này quý anh chị. Khu công nghiệp Nhân Trạch là 2600 hecta này, hiện hữu nhá, khoảng độ 1,5 km. 1,5 km là tới khu công nghiệp này quý anh chị, rất gần. Rồi mình sẽ zoom nhỏ lại vào cái vị trí của cái dự án xây dựng Hà Nội này của chị xem. Đây, vị trí của dự án xây dựng Hà Nội này, mình định đánh dấu ở đây nhá. Đó, chấm vàng này chị nhận đây, dự án xây dựng Hà Nội có tổng diện tích là 150 hecta này quý chị. Đó. Nó bao gồm gần 5.000 nền đất nha quý anh chị, gần 5.000 nền đất. Trong đó thì 85% số nền đất ở trong cái dự án xây dựng Hà Nội này đã có sổ rồi quý chị nhá. Chỉ còn lại 15% là những cái lô đất mà bám những cái trục đường lớn này, vòng quanh dự án này, những cái trục đường lớn đó. Những cái lô đất mà bám những trục đường lớn này là chiếm khoảng 15% số lô đất ở trong đây á, trong dự án xây dựng Hà Nội này á, thì nó đang là cái sổ công ty nhá. Mình sẽ hợp đồng xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai với chủ đầu tư nhé quý chị. Khi mà xây xong phần thô thì mình sẽ được hoàn công và xin sang tên sổ cá nhân cho mình nhé. Còn ở trong những cái trục đường mà 12m, 16m, 17m này, là những trục đường xương cá, những cái trục đường bàn cờ, ô bàn cờ này chị này, thì đều đã có sổ riêng cá nhân hết rồi quý chị nhé. Trong gần 5.000 nền đất trong dự án xây dựng Hà Nội này thì nó có nhà phố, có những cái lô đất nhà phố có diện tích từ 90 đến 120 mét vuông quý anh chị. Nhà liền kề có diện tích từ 140 đến 200 mét vuông và có gần 200 nền biệt thự vườn quý anh chị, có diện tích dưới trên dưới 500 mét vuông quý anh chị. Giá hiện tại trong tháng 6 năm 2023 của cái lô đất ở trong cái dự án này thì nó, nếu mà những cái lô đất mà ở trong những cái trục đường 12m, 16m, 17m ấy, quý anh chị, nó giá dao động thì khoảng độ từ 8 triệu, 9 triệu, 9 triệu rưỡi, 10 triệu, 12 triệu mấy mét vuông quý anh chị, tùy vị trí nhá. Nhà phố và nhà liền kề là nó có cái sổ riêng hết rồi quý vị nhá, là có những cái mức giá như vậy ha. Còn biệt thự vườn thì diện tích từ trên dưới 500 mét vuông thì nó có
tầm khoảng độ từ 5 đến 6 triệu mỗi mét vuông như quý chị. Mình có khoảng độ 3 tỷ thì mình đã mua được một nền đất từ khoảng biệt thự vườn đó, 500 đến 600 mét vuông được quý chị ha. Có sổ sẵn luôn rồi đó. Đó là cái giá tổng quan về cái giá cho tháng 6 này, và là thực tế thì đây là chỉ là những cái giá mà chủ mong muốn bán này quý chị nhá, chứ còn giao dịch thực tế thì nó có thể thấp hơn. Giá chào bán là như vậy, còn giá giao dịch thực tế thì có thể thấp hơn tùy tình hình. Cái giá này đã chiết khấu khoảng 30% so với một năm trước rồi quý chị. Giữa năm 2022 cái giá này thì nó đã giảm đều trên toàn dự án khoảng 30% và tất cả các lô đất. Xuống chung như thế rồi, mà giờ đến cuối năm thì không biết là còn có xuống được nữa hay không, hay là cái giá này nữa đang là giằng co quý chị ha. Bên mua với bên bán hiện tại đang là bên mua thì muốn mua giá rẻ hơn, và muốn bên bán thì chưa muốn cắt lỗ sâu quá 30%, nên là tình hình giao dịch hiện tại là khá là ảm đạm. Không những tháng đầu năm vừa rồi thì có nhiều người họ cắt lỗ thì họ nhiều giao dịch hơn, cứ giá khoảng số khoảng 30% là có người mua. Còn hiện tại thì có một số thông tin về cái dự án hạ tầng mới khởi công đồng loạt trong tháng 6 vừa rồi á, 18 tháng 6 vừa rồi á. Đây là cái giá nó đỡ lại, không xuống thêm được. Mà những cái nhà đầu tư thì người ta có tiền trong thời điểm này người ta đi bắt đáy á, thì người ta sẽ cũng không muốn mua giá thấp hơn. Nên là hiện tại cung cầu chưa gặp nhau nên là nó cũng giao dịch nó chậm. Từ giờ đến cuối năm thì cũng không biết thị trường tình hình nó sẽ như thế nào. Tình trạng tình hình lãi suất thì vẫn chưa xuống giảm nhiều nên quý anh chị. Tình hình nhà đầu tư giờ cũng đang kẹt vốn, đọng vốn trong các giai đoạn sốt đất trước cũng rất là nhiều. Đợt này đã vào cao điểm mùa mưa. Nên là kinh tế còn khá là khó khăn đấy quý chị ha. Từ giờ đến cuối năm người dân cũng chưa có tích lũy được tiền nhiều, thì dư tiền để mà đi mua bất động sản, mình nghĩ là nó cái giá này nó còn đi ngang hoặc là thậm chí còn có thể xuống nữa nhỉ. Đó là ý kiến cá nhân nhá quý chị. Quý chị quan tâm đến đầu tư hoặc là mua một lô đất ở trong khu vực dự án xây dựng Hà Nội và dự án HUD á, trong cái khu đô thị Phước An, Long Thọ, Nhân Trạch, Đồng Nai này, thì liên hệ mình số điện thoại và Zalo mình để cho màn hình nhá. Để mình sẽ có những cái lô đất mà có rất là nhiều lô đất giá tốt để mình sẽ gửi cho quý chị tham khảo ha. Xin chào quý chị và hẹn gặp lại quý chị ở các video sau ạ. Lát phần sau video mình sẽ gửi đến quý chị cái hình ảnh thực tế ha, hình ảnh thực tế của cái dự án xây dựng Hà Nội, các tuyến đường lớn của cái dự án xây dựng Hà Nội này cho quý chị xem quý chị.